Ui dồi ôi, đóng đóng đóng, ui, đóng đóng anh em ơi, không thể mất con này được. Ui, ui cho mẹ ôi con Sophie. Ui, đóng ôi tí con đuôi anh em ơi. Ui đừng 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 đừng, ui con này dễ thì vật 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 anh em ơi, con này dễ dễ là mất. Đây rồi, đây rồi anh em ơi, ui, đây rồi, đây rồi anh em ơi, ui, ui đây 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 rồi anh em ơi, ui ui ui. Đồ câu lục phương thảo phích sinh. Chuyên cung cấp cần tay bạo lực 8H 10H cao cấp. Anh em đặt hàng liên hệ ngay Zalo 0925526083. Đây và hôm nay em mua thêm cái dụng cụ đi chọc lỗ bèo anh em ạ. Hôm qua chế được một cái để người ta gọi là cái bẫy chim, em bẻ được hai cái để khều bèo ngon quá mà không biết là chế xong rồi mình lay hoay này để đâu mất. Giờ còn mỗi cái niềm của nó anh em ạ. Cái niềm này không có chọc, cái niềm này nó sắc quá sợ là kéo lên bèo nó rách hết bèo đấy. Thì khó lôi lên. Cây 5m cơ. Đánh ổ sướng quá, không có gì kéo lỗ to đấy. Nó em trước em chỉ lấy cần em gảy ra cái lỗ nó nhỏ quá. Thành ra là đóng cá hay bong này em mua thêm cây về chọc lỗ nó to giặt nó sướng. Đấy. Ví dụ hơi lặng đấy. Ở trong miền Nam thì mấy anh em có cái loại cái cây nó bằng carbon ấy thì cầm nó nhẹ. Ví dụ đợt này dịch quá các bạn không ship được. Thành ra là em phải mua trên Hà Nội được cái có cái cây này. Rồi giờ chọc cái lỗ anh em ạ. Bây giờ anh em đợi em đục một cái lỗ đấy. Hôm nay đục lỗ to to thế đánh cho chẳng may được cá thì nó đỡ bong. Chọc này cũng hơi lâu đấy. Tại cái niềm này nó sắc quá anh em ạ. Thì ra là khó chọc thì cũng phải chém bớt bớt đi à, vẫn lên được. Lên đấy anh em à, có cái niềm này hiệu quả phết, kéo lên hết. Mỗi tội nó sắc. Thành ra là vào bèo nó thấy rách rách luôn. Này có cái cây chọc chưa đặc quá mà không biết để lâu. Chọc máy mãi thì cuối cùng cũng được một cái lỗ ưng ý anh em ạ. À, bắt đầu trời lại có tí năm tăm hạt mưa rồi. Bây giờ đánh ổ luôn anh em nhé. Thảo ổ vã luôn. Muộn đấy. Rồi à, thử phao anh em nhé. Em đang để hơn mét. Đánh ở chỗ này. Ấy giời, vừa tầm luôn anh em ạ. Căn khẩu phao để ok luôn. À, xào ổ đây. Cá vào đây. Vào đây. Vào chưa? Ok đấy. Và là bây giờ là đánh bó mồi xuống anh em nhé. Trời mưa nay mát trời, khả năng là lên hàng rất là cao. Ok, xuống cần nào. Này chắc phải đợi khoảng 15-20 phút thì nó mới có tầm cá vào được. Ui. Tuyệt vời. À, anh em hôm nay đi mang bao nhiêu đồ đạc này, mì tôm này, bánh này, nước này, này mang một chai lít rưỡi, này, hình như là ba chai nửa lít nữa cơ mà rất tiếc này trời lại nắng anh em, bù hôm nọ trời nó nắng quá không được con nào, này trời lại nắng thì mang nhiều, mình tạm cái bánh anh em nhá, đói quá. Đây bữa ăn sáng của em các bác này, đảm bảo chưa? Các bác ăn sáng em này. Còn nửa gói buổi sáng dậy sớm em ăn mất nửa gói rồi, còn nửa gói bây giờ ăn tiếp này, đói quá. Này bánh kem súp các bác ạ. Nè. Mời các bác ăn bánh mềm nhé, này bánh kem súp này ngon lắm. Buổi sáng đấy. Ngon lắm các bạn. Mưa quá anh em ạ. Này, giờ phải ăn gói phở gà này, ăn trưa đây anh em này. Chưa thấy con nào vào đè thả hổ cũng được hơn tiếng hồ đấy. Hôm nay tưởng mưa mắt trời cá thấy ăn nhưng mà chưa thấy con nào.
làm tạm quán mì tôm anh em nhé. Bây giờ em hay nào hảo, hôm nay ăn phở gà nhé. Cái này gặm sống luôn anh em, đi câu cái thế này mà nhai. Ngon phết anh em ạ, đói, tầm tầm trưa đói. À, cái này khát nước này, mang rất nhiều nước luôn, mang đến làm sao là 3 chai 1 lít này, 1 chai 1 lít rưỡi, 3 lít nước phục vụ cho một ngày. Ngon quá. Tao vẫn nặng im mà chưa thấy động tĩnh gì. Này các bác yên tâm, mày đánh ổ núp mà nó vào ngay. Đấy, tầm kìa. Bèo có tầm anh em ạ. Đấy, bắt đầu thấy có tầm vào. Nhảy vào xong quái mì tôm giật nào vừa. nhảy đấy anh em kìa. Ấy ông là bầm kìa. Bầm nhỏ nhẹ thế nhỉ. Ấy coi nhìn nó bầm nó dã cạo kìa. Dã phần nữa phật luôn các bác nhé. Không nhiều tiểu. Trò lên sâu. Ấy kìa. Ăn rất vớ vẩn nhá, nó không lín sâu anh em ạ. Vỉa cái thôi. Đấy, cắn rất vớ vẩn. Con này ăn khôn thật đấy. Tía gái không thôi, không thể giật được. Tâm này bé bét đi. Đây rồi anh em ơi, ui, đây rồi anh em ơi, ui, đây rồi anh em ơi, ui, hàng rồi, hàng rồi, đây là đục phi, ui, đục phi to, ui, đục phi to chưa anh em ơi, ui chà, bự, vật, ui, đục phi to. À chà. Đẹp. Ua. Quá chà chà. Thằng đẹp, đóng trúng bụng. Ok. Đây này. Wow, rô phi cụ tổ. Hàng to luôn. Wow. Trời ơi, ui trời. Và đóng thẳng bụng. Bình tĩnh, đừng dãy. Càng dãy càng đóng sâu đấy. Rồi, ok. Wow, rô phi cụ tổ luôn. Tẩy chân rùm quá các bác ạ. Ui, mặc nhiều nữa. Ok. Ui giời ơi, còn đầu tiền cụ chưa. Wow, khiếp khủng, rô phi to chưa anh em ơi. Nào, đánh sướng chưa. Trời ơi, đánh thiên nhiên nó phải thế này anh em này. Ôi trời, ôi con này phể quá này, đánh nho, đánh ổ toàn là cá to rồi. Đừng. Ui mày tí nó cắm nhá. Để em đục cái lỗ cho này vào bác nhá. Rồi, bây giờ đục cái lỗ đây cho con hàng vào anh em nhá. To quá. Nhỏ rồi. Đây là cái lỗ đây. Vật đầy luôn, xấu ạ. Đã quá anh em ơi. Ui tay gùm quá. Đóng con hàng to thật. Ai, vào đây em ơi. Tí phải uống bia với anh. Hôm nay anh sẽ cho chú uống bia với anh nhá. Ai à, bao đây, tối về uống bia. Nhưng mà quan trọng là thằng nào uống thằng nào chưa biết đâu nhá. Ấy, cho vào đấy con nước là sống anh em ạ. Ok.
Phải nói là bộ môn ủ chùa đánh ổ đã thật anh em ạ. Hình đóng đồ phỉ phê vít phê quá. Phê như tê tê luôn. Này, thả cái ổ ấy đóng còn to thật phê. Các bạn thấy nó thấy sướng không? Mưa gió cái đóng hàng ngay. Đã rồi. Mắc phao mắc ngày cũng bèo. Ok. Đây, em lấy móc cây mà gãy cái bèo lên anh em ạ. Để giặt tí lại vướng cái móc vào. Ê xa. Chuẩn. Tâm nổi anh em kìa. Các bác nhìn thấy tâm nó nổi vòng quanh kìa. Nó ngứa đài cho phát này đẹp. Úi dồi ôi, lòng đóng anh em ơi, không thể mất con này được. Úi dồi ôi, lòng đóng anh em ơi, không thể mất con này được. Ôi. Ui cho mẹ của Sophie. Ui đóng mỗi tí của đuôi anh em ơi. Ui đừng. Ui con này dẫy tí. Vật nha anh em ơi. Con này dẫy là mất. Ui nó to toạc thịt. Ui nó to toạc thịt. Ui. Con này cẩn thận dẫy là mất anh em ạ. Nó toạc thịt mắc mỗi tí của đuôi. Đừng mất nhá. Mày đừng có mất. Đây. Này tao có vật. 3 mét rồi. Trời ơi. Đóng luôn. Tuyệt vời anh em ơi. Wow, tuyệt vời quá. Trời ơi, tuyệt vời anh em ơi. Đóng mỗi một tí của đuôi đấy. Anh em biết tại sao mình nên đánh lục mà. Đấy này, đóng thế này ấy. Đài có đóng vào mắt. Này, đóng mỗi tí của đuôi. Em tưởng con này mất đấy các bạn. Nó đóng nó đúc con bèo, đóng mỗi tí của đuôi. Mày quá, số mày này lại được về uống bia với tao. Lại được về uống bia với anh nhá. Nhưng mà ai uống ai thì chưa biết đâu. Trời ơi, anh em ơi đánh trong ổ bèo anh em thấy biết như cái loại như này các bác bảo có phê đời không? Đời còn gì phê bằng nữa. Trời, sao to thế được? Mày ăn cái gì mà mày to vậy? Rồi, đã man chưa? Con này kéo khỏe chưa? Anh em thấy đánh ổ nó thế này. Cái loại này còn ăn ngon hơn chép nhiều anh em nhé. Chép ăn không thể ngon bằng cái loại đồ phi này đâu. Này, cái sườn như thế này các bác bảo bây giờ về cho vào hấp, uống bia, cắt từng nát à. Đây, anh đang cầm một tay. Cái này nó nằm trên bèo kìa, nó có dẫy ra ngoài cũng không mất được. Đấy. Không thể mất được anh em ạ. Trời ơi, gãy rồi. Em mới mua cái giỏ mới đựng nhưng mà nay vẫn cầm giỏ cũ đi. Xem có may mắn không, không may thật. Đấy, vào đây. Ok. Trời ơi, to quá. Phê. Anh em nhìn thấy móng rồng đóng chắc không? Kinh khủng, quá là chắc luôn. Thép nổ soi ca đấy anh em ạ, không phải giọng vừa đâu.
Khả năng bây giờ phải thu lộ về anh em, cái là nó không cắn, được có hai con. Nhưng mà hai con này hai con chất lượng đấy anh em, giờ nó không có nào cắn nữa. Khả năng giật vừa nó động quá. Một phê lắm cho anh em xem thành quả này, thu đồ về đây. Ôi trời. À, cho các bác xem thành quả của em. Wow. Khiếp khủng tởm anh em ạ. À, anh em nhìn chưa? Dã man chưa? Hình kinh khủng luôn, to to. Con này về lý hấp anh em nhé. Được hai chú. Này, được hai con to kinh khủng. Con này em để kia chắc nó ngạt nó chết mất rồi. Con này tươi ngon. Wow. Về hấp mình nó dày lắm anh em ạ. Lai. Ui, các bác thấy đóng mục video sướng không? 46T này, vĩ đại luôn này. Kéo phát bo lên luôn. Bây giờ nó không cắn này. Ồ, giờ không thấy cái tăm nào nữa các bạn. Không một cái tăm luôn. Bây giờ thu đồ em về nhé. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Em về đây.